Hello, xin chào mọi người. Hôm nay làm bếp về món tôm chiên bột. Chúng ta có nguyên liệu đó là tôm. Tôm thì chúng ta lọc vỏ, chúng ta giã nhuyễn ra như vậy. Rồi, bây giờ mình cho hành lá vô. Nó nít người lớn gì ăn không được, mà mấy đứa bé thì nó thích hơn. Rồi sử dụng mình sử dụng bột chiên giòn ha, bột chiên giòn. Sẽ cho một ít hộp này vô. Bao nhiêu em? Hết luôn. Rồi, tiếp theo mình cho một ít nước vào, xíu xíu thôi nha, cho nó sền sệt. Rồi đảo đều, quậy cho nó đều bột, nó hòa quyện vô với tôm. Có thể chiên nguyên con ha, mà nhà mình thì thích giả ra gì cho nó đều. Đây hỗn hợp của chúng ta, nó có bột tôm chưa lạnh hết mà đã thấy có mùi thơm rồi đó mọi người. Dầu tôm giã ra và hành nêm nếm nhau. Không, tôi nói nó nêm sẵn rồi, không phải nêm hết ha. Món gì đơn giản quá vậy. Đơn giản ha, mọi người có thể làm cho bé nhà mình thưởng thức. Rồi, bây giờ bắt đầu công đoạn chiên. Mình sẽ bật lửa lên, bắt chảo lên, bật lửa lên cho nó nóng. Thật ra mình bỏ tiêu cũng được, nhưng mà tại vì có em bé nam nên là mình không có cho tiêu. Hôm nay đổi cái phong cách, mình sẽ thử với chiên với mỡ coi nó béo không ha. Mình thử chiên với dầu. Mình cho càng nhiều tốt không? Càng nhiều nó càng giòn. Tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp bột tôm vào, chiên ra nước sôi rồi để miếng vừa ăn một muỗng. Muỗng thứ hai là cái gì?
Rồi để nhỏ lửa ha. Để nhỏ lửa cho nó chín từ từ. Người lửa lớn thì nó sẽ bị khét. Chiên với mỡ thì nó thơm hơn mọi người. Giờ mình sẽ trở về nha. Màu vàng. Màu này chưa được. Vàng thêm chút nữa mới được. Mức lửa mọi người chú ý nha, mức lửa có lớn bao nhiêu là vừa. Rồi trở lại lần thứ hai. Thơm rồi nha. Thêm lần nữa. Giờ nó chín rồi đó. Rồi lấy chiên thêm cho nó vàng. Cũng ngon. Rồi bây giờ thì cái mẻ tôm chiên vàng của mình, chảo tôm chiên vàng, tôm chiên giòn của mình
thành chiên bột nó vàng ha, rất là đẹp cả nhà, mà vàng rất là đẹp. Giờ mình sẽ gấp ra. Khi gấp ra thì mọi người chuẩn bị chặn lót lên dĩa một cái miếng khăn giấy nha, cho nó thấm dầu. Rồi giờ mình gấp ra cả nhà. Hoàn thành xong cái mẻ tôm chiên dầu đầu tiên.